Hello anh em. Và chào mừng anh em quay trở lại với channel Wildland 3. Wildland chắc là lấy 3 Wildland này với Hanvio này chăng. Tưởng mình bán hạo này đi nhá. Các bạn giữ con HT đi. Giữ HT đi nhầm. À giữ bạn HT. Để phòng ra sách thánh em ơi. Biết đâu ra sách thánh thì sao. Bước không tàn làm trận yong chăng yong I wanna hold you just for a while. What the hell man. Liệu thắng được không nhỉ? Hà tê sách thánh cũng hơi điên. Liệu thắng phần này dạo hơi hên xui. Ui, hà tê sách thánh thật. À không, không phải. Nhưng mà nó vẫn xiên luôn. Này giờ rồi. Có cố gắng nhưng mà không đáng kể anh em ơi. Phải bán đi không? Chắc thọt mất khoảng 2 vàng gì đấy. Thọt 2 vàng anh em ơi. Rồi anh em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em sau chuyện thúc. Hai ba lô anh em. Giờ mình sau chịu thua mình đang có mấy bạn như thế này. Có con Yon rồi, một con Yon. Yon đầu tiên của mùa giải luôn. Nên là mình chắc là sẽ đánh cung hoặc là thú gì đấy. Không tàn mà anh em. Lâu lâu cũng thích đánh Yon anh em, đánh Yon sướng. Counter được nhiều con. Gần như Yon chả con nào không counter được luôn ấy. Nên anh em có đủ đồ của nó. Con Yon này nó còn Yon 4 đồ nữa. What the fuck. Yon này trùng nội tại anh em ơi. À cái vuốt không tàn đấy nó sẽ bị trùng nội tại đó anh em. Mẹ để cho tạm Văn Heo nhá. Một Văn Heo còn Yon nhá. Thích thú chưa các bạn? Bạn thích thú chưa? Ok, tạm thời là vậy. Hai vuốt không tàn, ai da. Mình cung được, cung chuyện này tươi. Tiểu măng thấu.
Bùa đét anh em ạ. Ủa bạn kia bỏ game rồi kìa. Bỏ game à. Này búp nó sao ấy. Không phải mình búp đâu nhá, nhưng mà ai ai đó búp nào chứ. Tiện bận. He's busy. Trận này mình hơi tọt tiền nên là lấy thêm cái nữa hay sao? Chôn thật đấy. Chôn thật đấy, chôn thật đấy. Gì 3 phút đúng tàn không? Già cũng ngon nhá. Nhưng mà thật thì giữa già với Chanel mình thích Chanel hơn. Đoạn đầu game, đoạn đầu game Chanel khá là ổn. Một cái thương bắt đáy này. Nguy hiểm đấy. Hai thương rồi. Tại vì sao mình thích Chanel hơn là bởi vì mình sẽ chơi Chanel đến khi nào có Q thôi. Thì tầm đấy nó cũng khắc ám, nó vẫn chưa phải là còn một cái gì đó quá là ghê gớm ấy. Nốt này, ok, nốt đấy. Thì anh em có thể chọn đánh già cũng được, anh có già hai sớm thì em đánh già cũng ok. Nhưng mà sẽ hơi cảm giác hơi mỏng. Có con Chanel sẽ cảm giác con trâu hơn so với con già, nó hơi tốn tiền hơn một chút nhưng mà nó cũng ok, ok nếu mà anh em muốn chơi. Con hai sớm phết này. Cung thương bắt đáy bên này này, thương bắt đáy bên này, hai phát thương bắt đáy bên này anh em ơi. Thì hai thương đáy đấy anh em ơi, thì chúng ta sẽ cho con Phoenix cầm đồ đi. À, sang đây đi. Má xấy con Alice mà gần hết máu luôn anh em. Rồi xấy con này chắc cũng gần hết máu luôn. Máy thế con Phoenix. Phoenix nó xàm xàm được thêm cho mình một tí. Đó sẽ nẽ hồi máu ok mà. Thua 5 rồi thua tiếp đi. 10 điểm, thua trận đấy 10 điểm luôn đó. Thua 10 điểm, 10 điểm. Thôi bỏ giá nhưng mà thích Chanel hơn. Chấp nhận tốn tiền một chút. Đạt. Bạn thương này mình gặp rồi này. Còn bạn thương kia thôi đúng không? Cho mình một con. Đẹp. Thấy đẹp hết. Thấy của đấy đẹp hết. Nốt con floor, ok, 10 điểm. Tại em sẽ thua 10 điểm nữa này. Ây da, cháy nhở. I'm on fire today anh em ơi. On fire. Nhưng mà tí cũng cần thêm đồ giáp hồn mệnh các thứ nhá. Không là mình cũng hơi lò đó. Hơi lò đó. Channel 2 này. Phát check này. Floor này bỏ. Thêm con nữa thì thêm con gì nhỉ? Pháo thủ à, đỡ đòn à, đỡ đòn đi. Bồng chiến à, thú à, ninja à, ninja cũng được. Tùy nhá. Bồng chiến tạo cái này nhá, không biết có con gì nữa này. Này phát 9 rồi nhỉ? Phát 9 lên luôn. 12 con Yon mình cầm 4 à. 2 Yon là 6 con, 6 con mình cầm 4. Ừ, tươi. Tươi. Cho mình ngọc đại, mình cho mình crack nữa. Đấm vào mồm, các bạn ấy lùm quá. Gì? Liềm à? Liềm được. Thú à? Vera? Thạch đồ à?
vào đát làm bảo thành đồ. Mò yon được, thêm thú đi nhá, chắc là thú rồi, con tươi nhất trong mấy con này rồi. Để ra nhót đi, thêm liềm cho yon này, cho Senel nhé. Con thú này phải chết trước này, đứng giữa đi. Chết thương nhá, thương bắt đáy à? Hay thương bắt đáy anh em ơi, đã để này thôi. Đến các bạn ấy, nhiều bạn để thương đáy ảo ảo phết. Cẩn thận các bạn ấy một chút. Senel hồi máu kịp không? Kịp này. Sồi máu này, Yon chưa chết này, nhưng mà con sấy con con quái này đau quá anh em ơi. Sấy lọ điên quá. Ma nó dắt thú khổ, quái gì. Châu điên cũng tả được. 6 no man à? Châu thế nhở? Được kiểu gì luôn á. Điên mất thôi. Lấy thêm một đồ này cho Senel nhá. Tí nữa cho con quy. Quy khá ổn. Cho Aero cũng được. Aero ngon lắm. Bây giờ có con Crest ở đây là ngon. Crest đây khá là ngon. Crest vào đi. Chiến làm quái gì đâu. Van Hell. Airy cũng được, là Crest ngon hơn. Còn Crest nộ sớm. Crest nộ sớm này. 40 mana. Senel đi. Ready. Trách thương nhá, bạn ấy có thể dí thương mình bất kỳ lúc nào đó. Con Phoenix 2 lại hơi lỏ này, mình muốn lên con Phoenix 3 được không ta? À, mình muốn cho ném đồ kia sang cho con Yon hay gì được không ta? À, cho con Van Hell hay gì được không ta? Mấy Norman này điên thế. Mấy con cụ Norman này. Senel cân được không? Thua, chữ thua 8 này, nốt con này, chết, thua, ôi thắng nó rồi, đấy thua cũng được, thôi không sao, hơi tiếc, chưa có con teo, anh cho Van Hell đi, Van Hell tầm này sẽ ok hơn ở kia, carry hơn, chết thương các thứ thôi, thắng à, thế chứ rồi từ giờ mẹ phải thắng à, thắng được không ta? Thắng lỏ lắm, thắng được đâu, chưa có teo. Cung áp lên 8 tìm con teo nha mày. Đây thắng vào đấy cũng hơi tiếc nha. Muốn thắng lắm. Má nó xin đôi. Cái neo hồi máu phát nào. Hồi máu phát em ơi. Máu lại gần đây em đứng cha thế mà nó bị dính truy hồn làm sao. Thắng này, ok giữ chuỗi. Hây, trời ơi. Thua ngon mà. Quét nó hơi lâu. Quét nó ngon lắm nhỉ. Thêm một khác này, Irie ngon hơn. Hai này. Hãy đổ cho Senel đi. Đã búp cho Senel sẽ tín hơn anh em. PC không cần lắm ta. Liên hiệp đi á. Thời cho nó thêm liên hiệp cho nó vui tươi á. Yon sấy được vào Yon kia này. Còn một giáp bổ mệnh em ơi, sấy thắng bạn này đó. Một giáp bổ mệnh ok. Mày quá. Con Crest kia nó hơi mất thời gian anh em. Mất thời gian này nó ulti cho này hai đồ ulti sớm nữa. Teo phát nhỉ. The universe will see my destiny to the end. Catch me if you can.
swift as the wind, as gentle as the forest. You see? Con heo bắn khá là rát nhỉ, nhưng mà tại nó chí mạng nhiều chứ không phải là do nó khỏe anh em ơi. Teo hay văn heo ngon hơn, bắt teo cũng ngon hơn. Mình cần Harry, cần lắm, cách thánh cho teo đét rồi, teo đi luôn đi. 50, 60, 90 xe neo tín hơn nhỉ, neo tín hơn. Dao này lệch đi. Check floor này, check narcot này, narcot một giữa này, narcot một chéo à. Đẩy narcot đi. Teo không cần ulti luôn đâu, teo bắn thường mới phát ra ulti, tự ulti. Floor xiên này, xe neo hồi máu luôn này. Ui do này à, ok sống. Cái nick 1 chưa nhiều đam lắm. Ô oh, thẻ thú này. Xem nào. Nhưng có thể thú cũng được nhá. Nhưng mà nó không không buộc được nhiều ấy, bởi vì thôi không không lấy thể thú đâu, lấy mana đi. Mana một tí cho Quy, Quy cầm mana đấy, à không, cho Teo, Teo cầm mana đấy, xong rồi cầm thêm con Quy, cầm thêm đồ này nó ulti. Một cái này mình thể ném cho con khác, con Richter, con gì đó được. Tươi. Teo ulti thẳng luôn này. Narcot chui vào đáy à. Hồi máu được này, nhưng mà không hồi máu được nữa mà bị hạ ám dính. Sấy thôi, liềm thôi, lấy liềm sấy nốt thôi. Không hồi máu được nữa, anh em bắt đầu phải dần Quy rồi. Dần đến sức mạnh Quy rồi. Đó, tầm này là Senel bắt đầu yếu. Cái quả đấy tự nhiên Narcot chui được điên hết. Đồ Phú nhá, Phú cũng cẩn thận mình nó. Cẩn thận tôi đó bạn Phú. Ok, mình thì không gặp Phú này. Sẽ gặp ai ta? Đồ Phú kệ này, Trung Đức này, Kret nộ luôn à, Kret nộ luôn góc đấy khá đẹp này, Narcot góc này này. Ôi thương à, thương hay đói rồi. Thương bắt đáy này. Nhưng mà con Kret này nộ khá là đẹp góc này. Mình cân nhắc là mình đổi góc đi. Con cát này, đổi góc nhé, góc trông tín hơn anh em ơi. Một con bắt thương vào đây nhưng mà không sợ đâu. Bạn Phú nữa, Amelie thì không sợ đâu, đi thì nhót đấy. Teo bắn chéo đẹp này, Teo bên kia bắn đẹp hay sao vậy, con nào bắn chó mình vậy. Cắt hơi sớm, không muốn bỏ lắm em luôn. I will see my
Chắc mình sẽ bỏ con Senel đi luôn. Senel đi luôn. The sun shall vanquish darkness. Tạm đi. Quy kiếm lại sau rồi nhé. Tạm thời này. I will see my destiny to the end. Thế cái Teo sẽ cầm đồ này, hai con này hay cái này sẽ cho con Quy đi. Sẽ bút mana cho con Teo. Teo ulti luôn. Cũng được. Đi rắc này tóa lại nhá. Tóa lại lần nữa là chắc ăn. Xong kiếm Quy luôn anh em ơi, kiếm Quy kiếm Victor luôn. Vội luôn, sống vội lần 31 máu. Switch ra Richter anh em ơi. Switch ra rồi. Hóa lại nhá. Đồ gì đây? Thêm đồ gì đây? Cắt. Chờ Sephira hơi lâu anh em, chờ một tí. Mình roll chết máu sớm nhỉ. Mình roll này cũng hơi vội ấy, mà các bạn kia còn bốn mấy. Thôi không sao. Đây anh Quy thêm kiếm thêm Richter nữa. Liềm cho con cắt có một cái rồi không? Yon. Tầm. Teo này tao 1 thôi nhỉ. Nên teo 2 là hơi khó nhưng một teo 2. Chắc thương nhá. Teo bắn chéo thôi. Các ba đồ teo bắn chéo này. Má còn giòn xấy con cắt mãi mà nó không xin nhê luôn. Cứng thật. Bây giờ cần thêm một con ấy nữa anh em ơi. Cần thêm một con nữa. Một con Sephira thôi. Cầu trời đó, không ra rồi. Chờ tiếp anh em ơi. Đây bỏ con cắt đi được nha, bỏ cắt, con cắt đồ nó xịn quá. Ui con cắt góc này à. Nghĩ chúng ta nên chuồn nha. Đáy đi đi. Sao đừng chéo đấy được. Choáng đẹp quá. Đây còn chưa thợ săn quỷ đâu anh em, chưa phải sức mạnh đặt ngưỡng đâu ấy. Mạnh này mới đặt khoảng 60% thôi. Thêm một con Sephira nữa là sức mạnh đặt mắc pinh anh em. 31 máu.
see my new toy? What is my... Grow up, grow stroke. The thrill of battle. It's all I have left. Nó không ra rồi em ơi, chưa ra. Đừng tèo nữa. Chưa ra anh em ơi. Ui, John sấy được truy hồn thánh đồ này này. Choáng được, ui nhưng mà không bắn được nó không biết. Ơ, vẫn bắn được ấy, ngon, còn liềm anh em ơi, mày thế. Đủ đấy, may đấy, không phải là gì đâu. May chứ, mình thưa bạn kia cũng hơi may vì mình chưa có tựa săn quỷ nhưng mà nhưng mà mình cũng hơi may rồi đấy. Khỏe nhở, chưa có tựa săn quỷ mà nó đã điên rồ này rồi. Thật sự là có tựa săn quỷ nữa thì làm sao mà các bạn ấy được đấy, chết bà để mua sớm. Turn đây đi. Thêm một sót tướng nữa thì thêm một gì nữa nhỉ? Hiện chẳng thêm một con quái gì nữa. Ô, Richter 2 khóa luôn. Chắc mình không đam mê thêm con gì đâu. Cùng lắm thì thêm con liên hiệp hoặc là tinh linh hoặc là sao đấy thôi. Không có gì lắm, không gì nhầm nhận. Sợ mình không đủ tiền lên thêm sót tướng em, khả năng phải bán hai này trước. Máy thế nó không có gì chứ không có gì nữa. Mất công suy nghĩ xem nên mua bán thế nào anh em. Ô chết bá rồi. Máy thế này vừa hai slot. Ờ, chữ bùng nổ này sẽ cho con này, con quy này, này cho con quy được ấy, hoặc là cho con yon thôi. Con cắt xuống đáy bên này à, cắt xuống đáy bên kia. Dây cuối mình đổi nhá. Điển quá anh em ơi. Tìm điển. Mình thiếu một chút đấy, mình thiếu von cắt, mình đang von cắt một rồi các thứ. Chắc là vậy thôi em ơi, với mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích keep trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Vậy thôi. Bye bye anh em.